Hello everyone, very nice to see you again. Today we will continue with Proctor Test 1, Part 3. You know, there are three reading passages in the test. And now, let's start with Passage 1, Questions 34 to 38. Như các em biết, trong đề thi gồm có 3 bài đọc. Bài đọc hiệu thứ nhất, đó là dạng bài chọn từ điền vào ô trống, gồm có 5 câu hỏi. Để làm dạng bài tập này, đợi cả em hãy theo các bước sau. Thứ nhất, chúng ta đọc lướt bài đọc từ đầu đến cuối, chú ý tiêu đề nhằm nắm được nội dung kỹ chỉnh của bài đọc. Các em không cần phải chú ý đến từng chi tiết, cũng đừng quan tâm lắm để nhớ như mình gặp thông tin chưa hiểu. Bước 2, đọc kỹ câu có ô trống, phân tích ô trống cần điền, xác định từ cần điền thuộc loại từ gì, nghĩa là gì, chức năng ngữ pháp gì. Và chúng ta cần đọc cả những câu trước và sau ô trống để hiểu được ngữ cảnh. Bước 3, phân tích 4 phương án lựa chọn cho sẵn, loại phương án sai, chọn đáp án đúng. Ở bước này, các em có thể vận dụng kỹ thuật đoán nghĩa của từ hoặc là phương pháp loại trừ. Và bước thứ 4, chúng ta đọc lại bài đọc từ đầu đến cuối để xem có hợp lý không, tìm sai sót và sửa chữa nếu có. Bây giờ trước tiên các em hãy đọc qua bài đọc và phân tích các ô trống cần điền. Chúng ta xem ô trống thứ nhất. Ở đây câu hỏi thứ 34, chúng ta cần điền vào đây là các từ but, however, so và therefore. Các em chú ý dấu chấm câu trước và sau ô trống. Như vậy, phân tích ô trống này, chúng ta thấy mình cần điền vào đây là một tràng từ vì nó đứng đầu mình đi thứ hai, và nó ở đây là một tràng từ liên kết, nó có chức năng liên kết mình đi trước và mình đi sau. Vì chú ý dấu chấm câu thì chúng ta thấy rằng từ but và so là liên từ và nó sẽ không có dấu chấm câu như vậy, cho nên chúng ta sẽ loại phương án A và phương án C đầu tiên. Còn lại hai phương án however và therefore thì chúng ta sẽ phân tích, sẽ đọc kỹ câu trước và sau nó để chúng ta phân tích và sẽ đoán nghĩa chúng ta cần điền từ nào. Ở đây chúng ta thấy rằng trước đó có từ top grade, nghĩa là thứ hạng cao, học sinh đạt được thứ hạng cao trong kỳ thi tốt nghiệp. Nhưng phía sau là có từ complain và lack, là the basic skills. Như vậy, hai ý của mình đề trước và sau ô trống cần điền là hai ý mâu thuẫn đối lập nhau. Cho nên chúng ta lựa chọn phương án B, however. Ở ô trống thứ 35, ở đây chúng ta cần điền đại từ quan hệ which là được dùng để thay thế cho danh từ chỉ vật. Nó có thể làm chủ ngữ hoặc tấn ngữ, cho nên sau nó sẽ là có thể sử dụng động từ hoặc chủ ngữ động từ. Who là đại từ quan hệ được thay thế cho danh từ chỉ người, và sau nó cũng dùng tương tự như vậy. Why và when là trạng từ quan hệ, theo sau nó bắt buộc phải có chủ ngữ và động từ. Why thay thế cho lý do và when thay thế cho thời gian. Vì vậy, đối chiếu và phân tích ô trống, chúng ta thấy rằng sau ô trống ở đây là một động từ. Vì vậy, chúng ta loại hai phương án B, why và C, when, bởi vì sau nó yêu cầu phải có chủ ngữ và động từ. Chúng ta phân tích tiếp. Từ trước ô trống đã là một danh từ chỉ vật, cho nên chúng ta lựa chọn phương án A, which, bởi vì nó là thay thế cho danh từ chỉ vật. Tiếp theo, ô trống câu hỏi thứ 36, đây yêu cầu chúng ta sẽ điền vào các danh từ, các từ others, another, other và one. Chúng ta thấy rằng sau ô trống là một danh từ số nhiều, words. Tuy nhiên, trong các phương án lựa chọn, chúng ta thấy one và another được dùng với danh từ số ít. Sau another có thể dùng một con số và một danh từ số nhiều. Tuy nhiên ở đây chúng ta không thể có danh từ chỉ số ở đây, cho nên chúng ta có thể loại phương án này. Và phương án B, another, và phương án D, one,
chúng ta loại đầu tiên. Other được dùng trước danh từ số nhiều, có nghĩa là những người vật khác. Others, nó là đại từ thay thế cho other và danh từ số nhiều. Như vậy sau others, chúng ta sẽ không dùng danh từ nữa. Ở ô trống này, sau nó có danh từ, vì vậy chúng ta lựa chọn phương án C là phương án phù hợp nhất. Ở câu hỏi thứ 37, ở đây chúng ta cần điền vào các tính từ, và tính từ này sẽ đi cùng với dẫn từ in. Successful được dùng với dẫn từ in, fun đi với of, polite to và afraid. Như vậy đối chiếu, chúng ta lựa chọn phương án A là phương án phù hợp trong câu này. Câu hỏi thứ 38, chúng ta cần phải chọn một danh từ để đi với, đi theo sau dẫn từ from. Và các phân tích bốn lựa chọn được cho thì trong này có cụm từ from scratch, có nghĩa là từ đầu, là phù hợp với ô trống này. Cho nên câu số 38 chúng ta lựa chọn phương án D. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong 5 câu hỏi của phần chọn từ điền vào ô trống. Các em thấy rằng bài đọc thì nó hơi khó. Tuy nhiên trong cả phương án lựa chọn có những phương án câu hỏi liên quan tới các kiến thức ngữ pháp mà các em có, nếu các em nắm vững, các em vẫn có thể làm tốt phần này. Và các phần từ vựng thì mình có thể suy đoán dựa vào ngữ cảnh bài đọc, hoặc là nếu các em có vốn từ vựng rộng hoặc biết các cụm từ cố định thì các em sẽ gặp thuận lợi hơn. Cho nên các em hãy cố gắng trau dồi vốn từ vựng của mình cũng như ôn lại các kiến thức ngữ pháp cần thiết. Now we move to reading passage to questions 39 to 43. Khi làm dạng đây là bài đọc trả lời câu hỏi. Khi làm dạng bài đọc này, các em hãy theo các bước sau. Thứ nhất, chúng ta đọc lướt để nắm nội dung chính. Bước này với những bạn có vốn kiến thức phong phú và từ vựng đa dạng nhiều thì các em sẽ gặp thuận lợi. Bởi nếu các em nắm nội dung chính của toàn bài thì các em sẽ dễ dàng suy ra các câu hỏi chi tiết. Tuy nhiên với những bạn có vốn từ vựng ít thì chúng ta có thể bỏ qua bước này và bắt đầu từ bước thứ hai, đó là đọc câu hỏi. Học sinh chúng ta thường làm là chúng ta sẽ đọc câu hỏi trước, sau đó chúng ta sẽ đọc bài đọc và trả lời các câu hỏi. Khi các em đọc câu hỏi, các em nhớ xác định dạng câu hỏi đó là gì, câu hỏi dạng tìm ý chính hay là các câu hỏi chi tiết, vân vân. Và xác định các từ khóa trong câu hỏi và các phương án lựa chọn. Nếu mình xác định từ khóa đúng thì các em sẽ dễ dàng tìm được thông tin đúng để chúng ta trả lời câu hỏi được chính xác. Như vậy phần cái bước xác định từ khóa rất là quan trọng. Bước thứ ba, chúng ta đọc bài đọc, trả lời câu hỏi dễ trước và khó sau. Các câu hỏi tìm sự liên hệ, tìm nghĩa của từ hay tìm chi tiết, các em nên trả lời trước. Và câu hỏi suy luận và tìm ý chính đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn tổng quát về bài đọc hay là suy luận khó hơn, cho nên chúng ta sẽ để trả lời sau. Bước thứ tư, các em lựa chọn đáp án, loại phương án sai, chọn đáp án đúng, hoặc mình suy đoán dựa vào ngữ cảnh. Ở bước này, các em lưu ý những dạng câu hỏi yêu cầu tìm thông tin không có đề cập trong bài, thì lúc đó chúng ta sẽ làm ngược lại. Và bước thứ năm, chúng ta kiểm tra lại bài làm. Các em hãy lưu ý luôn luôn kiểm tra lại bài làm của mình để tránh có những sai sót đáng tiếc. Bây giờ chúng ta sẽ đọc và phân tích các câu hỏi được cho từ câu hỏi 39 đến câu hỏi 43. Như vậy chúng ta thấy câu hỏi đầu tiên là câu hỏi tìm ý chính. Chúng ta sẽ trả lời sau và chúng ta bắt đầu từ câu hỏi thứ 40, câu hỏi về tìm nghĩa của từ. Bây giờ chúng ta đọc câu hỏi và tìm từ phải tìm nghĩa trong bài đọc. Nó xuất hiện ở đây thường là được in đậm và gạch chân, cho nên chúng ta dễ dàng tìm thấy nó. Đọc câu có chứa từ cần tìm nghĩa cũng như những câu trước và sau nó để chúng ta đoán ngữ cảnh và suy đoán nghĩa của từ. Đọc câu phía sau, chúng ta thấy có cụm after a loss of thought.
Người này đã như thế nào đó để tìm cách lôi kéo người dân đến với thư viện. Sau nhiều suy nghĩ thì ông ấy đã nghĩ ra một ý kiến hay. Như vậy sau nhiều suy nghĩ nó liên quan tới cái câu phía trước này, người ta đề cập tới. Cho nên chúng ta ở đây thấy có câu phương án A và phương án D có từ thought và thoughtful là hai phương án chúng ta cân nhắc và chúng ta loại phương án B và phương án C. Tuy nhiên từ thoughtful có nghĩa là quan tâm hay là thận trọng, nó không phù hợp trong ngữ cảnh câu này. Vì vậy đáp án cuối cùng chúng ta lựa chọn là phương án A. Và từ này có nghĩa là vắt óc, nghiền ngẫm suy nghĩ. Câu hỏi thứ 41, ở đây chúng ta cần phải tìm I và not travel. Không, các em lưu ý từ not. Người ta hỏi mình cần tìm người mà không đi cùng với thư viện lạc đà này. Cho nên ở đây các em hãy đọc bài đọc và tìm từ khóa travel và những từ có liên quan. A librarian, a library assistant, husband, a lookout. Thì chúng ta thấy rằng ở đây librarian và library assistant mean people who work in the library. Right. Như vậy phương án A là chúng ta loại, bởi vì người ta hỏi là không, chứ không phải là đi cùng. Phương án B chúng ta thấy rằng husband là người chăm gia súc, cho nên đây cũng liên quan tới take care of the camel. Chúng ta cùng loại phương án này. Tiếp theo chúng ta thấy có từ a lookout là người trông coi, và đây người ta có giải thích thêm a lookout helps protect the books from the from trips. Như vậy đây là người trông coi này giúp bảo vệ sách khỏi trộm cắp. Như vậy đấy nó liên quan tới câu C, phương án C. Chúng ta cùng loại phương án này và lựa chọn phương án cuối cùng là phương án D, people who borrow the books. Câu hỏi 42, câu hỏi tìm từ liên hệ. Các em lưu ý là từ liên hệ thường chỉ những từ hay cụm từ được đề cập trước nó. Như vậy nếu từ nào đề cập sau thì thường không phải là phương án đúng. Và từ liên hệ nếu số ít nó sẽ thay thế cho từ chỉ số ít, và số nhiều thay thế cho từ số nhiều, và người thay thế cho người và vật thay thế cho vật. Cho nên các em hãy tìm từ nào mà nó ám chỉ tới được cái chiều đúng. Như vậy bây giờ chúng ta đọc bài đọc và tìm từ liên từ chúng ta cần tìm là ra và những từ trong các phương án lựa chọn library, punishment, village và book. Ở đây từ book có xuất hiện ở trước nhưng là ở hình thức số nhiều cho nên nó không phù hợp, bởi vì từ ra là từ số ít cho nên chúng ta xác định từ số ít 56 theo phương án C được cho ở đây. Chúng ta thấy rằng từ village và book xuất hiện sau từ đa, cho nên chúng ta có thể loại hai phương án này đầu tiên. Còn lại punishment và library thì các em thấy rằng từ library cũng xuất hiện trong câu có từ đa và đứng sau nó. Cho nên nếu ở đây cũng là từ library nữa thì sẽ không hợp lý, đúng không nào? Cho nên chúng ta thấy rằng từ punishment là hợp lý nhất. Và chúng ta lựa chọn phương án B. Thay thế vào câu chúng ta thấy nó cũng rất là phù hợp. Việc hình phạt là rất là nghiêm khắc so với điều đó của những thư viện khác, tức là so với hình phạt của những thư viện khác. Như vậy từ khác ở đây chính là punishment. Câu hỏi 43, yêu cầu chúng ta tìm chi tiết đúng. Và các từ khóa cố xác định trong câu là như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời, tìm chi tiết cho từng phương án một. Ở đoạn thứ hai, chúng ta thấy chi tiết nêu 24.000 thứ sách nó có xuất hiện ở phương án A. Tuy nhiên ở đây lại nói rằng the library has no shortage, không thiếu sách, trong khi ở phương án A lại nói not enough, là không đủ. Như vậy đây là hai chi tiết, hai nội dung mâu thuẫn nhau, cho nên
Bảng A chúng ta loại. Ở đoạn tiếp theo, chúng ta thấy có từ cervix xuất hiện ở phương án B. Tuy nhiên không có nói rõ về việc ở người này có kiếm tiền như thế nào, cho nên phương án B không được đề cập tới trong bài. Chúng ta cùng loại nó. Ở đầu đoạn 3, chúng ta thấy có chi tiết starting with three camels in 1996. Đây là chi tiết phù hợp với nội dung của phương án C. Vì vậy, phương án C là phương án chúng ta cân nhắc nó. Cũng trong câu này, chúng ta thấy có chi tiết rằng recently expanding the service to six camels, the mobile camel library serves over 1 million people. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng không phải là vào năm 1996 recently, mà gần đây, và cũng không phải là chỉ phục vụ chỉ khoảng 1 triệu người, mà nó hơn 1 triệu người. Như vậy chi tiết ở phương án D chúng ta cùng loại, và chúng ta lựa chọn phương án cuối cùng là phương án C. Bây giờ chúng ta trở lại câu hỏi thứ 39, câu hỏi tìm ý chính. Tìm ý chính thì một điều cả em lưu ý là ý chính thường nó xuất hiện ở đoạn đầu tiên, tuy nhiên đôi khi nó lại xuất hiện ở các đoạn sau, ở giữa hoặc ở đoạn cuối, hoặc là tổng hợp của các ý chính của các đoạn văn trong bài. Và ý chính hay chủ đề phải là một ý bao quát toàn bài đọc, không phải là chi tiết riêng lẻ. Bây giờ chúng ta xác định từ khóa trong các phương án lựa chọn được cho, và chúng ta đi tìm câu trả lời. Đầu tiên chúng ta đọc đoạn thứ nhất, bởi vì đoạn đầu thường chứa thông tin cho chúng ta suy ra ý chính của đoạn văn. Tuy nhiên trong đoạn đầu tiên lại không có chi tiết nào liên quan tới các phương án lựa chọn được cho cả, cho nên chúng ta đọc tiếp qua đoạn thứ hai. Ở đoạn thứ hai, đầu tiên chúng ta thấy có nhắc đến tên của người này xuất hiện ở phương án A. Tuy nhiên chúng ta đọc câu đó cũng không thể nói gì đến việc he is a smart man, ông ấy là người thông minh hay không, cho nên phương án A chúng ta không chắc chắn về điều này, chúng ta loại trừ. Cuối đoạn 2, chúng ta thấy có chi tiết created the mobile camel library. Về thư viện lạc đà di động này được tạo ra, được thành lập, nó phù hợp với nội dung ở câu B. Em thấy rằng khi nêu câu hỏi, người ta thường không phải dùng từ giống hoàn toàn so với từ được dùng trong bài, đôi khi người ta biến đổi, về thay vì dùng created, người ta lại dùng là invented, nhưng mà nó tương đương với nhau, đồng nghĩa với nhau, cho nên phương án B là phương án chúng ta thấy là hợp lý. Tuy nhiên nếu ngang đây mà cả em lực vội vàng lựa chọn thì cũng không nên, mà chúng ta hãy đọc để loại trừ hoàn toàn các phương án còn lại. Chúng ta hãy nên đọc tất cả các phương án được cho để bảo đảm rằng mình không bỏ sót chi tiết nào. Đoạn thứ 3, ở đây có chi tiết là the lookout has protected the books from thieves. Như vậy chúng ta thấy nó cũng có tương tự với phương án C. Tuy nhiên đây là câu người ta đang giải thích cho từ a lookout xuất hiện phía trước, và nó chỉ là một chi tiết nhỏ lẻ trong bài thôi, cho nên chúng ta cũng không lựa chọn nó. Chúng ta cũng thấy có chi tiết ở phương án C. Character 500 pounds of book, nhưng cũng chỉ là một chi tiết nhỏ lẻ thôi, đúng không nào? Cho nên phương án này cũng chưa phải là phương án là ý chính hay là tiêu đề của bài văn, cho nên chúng ta thấy cũng không lựa chọn nó. Mà chúng ta thấy trong đoạn văn này từ camel library được xuất hiện nhiều lần, và ở đoạn sau chúng ta cũng thấy người ta đề cập về nó. Như vậy mobile camel library nó người ta đề cập tới nhiều lần xuyên suốt trong đoạn văn, cho nên nó là ý chính của đoạn văn. Phương án B là phương án phù hợp nhất. Vậy chúng ta đã giải quyết xong 5 câu hỏi ở bài đọc thứ 2, bài đọc trả lời câu hỏi. Và bây giờ chúng ta làm tương tự với bài đọc thứ 3, questions 44 to 50.
Bài đọc này gồm có 7 câu hỏi. Và tương tự các em hãy xác định dàn câu hỏi, đọc câu hỏi và xác định dàn câu hỏi của nó. Như vậy câu hỏi đầu tiên 44, đó là câu hỏi tìm ý chính. Và các câu hỏi tiếp theo, chúng ta có câu hỏi tìm từ vựng, 2 câu hỏi tìm chi tiết, 1 câu hỏi tìm từ liên hệ. Như vậy trong đoạn văn này chúng ta có 2 câu hỏi tìm từ vựng và 2 câu hỏi tìm chi tiết, 1 câu hỏi tìm từ liên hệ và 1 câu hỏi tìm ý chính. Chúng ta bắt đầu từ câu hỏi thứ 45. Các từ khóa cô xác định trong câu, và bây giờ chúng ta đọc đoạn thứ 2, paragraph 2. Có nhiều trang mạng xã hội như thế nào đó để phục vụ những ngôn ngữ và đất nước khác nhau. Như vậy mình thấy rằng ở đây đang nói tới cái ý kinh nghiệm nó là tích cực, và nó có nhiều trang mạng xã hội phục vụ nhiều ngôn ngữ và nhiều đất nước khác nhau. Ở phương án A chúng ta thấy có nhắc tới ngôn ngữ, tuy nhiên ở đây người ta dùng từ on, nó chưa phải là hoàn toàn chính xác, cho nên chúng ta cũng loại trừ phương án A. Phương án B nói tới sự phát triển của mạng xã hội là không có kế hoạch. Nếu nó không có kế hoạch thì không thể là phát triển nhiều và phục vụ có nhiều ngôn ngữ, nhiều đất nước như vậy, đúng không? Cho nên ở đấy, thứ nhất là chi tiết này không được đề cập trong bài, thứ hai nó cũng không hợp lý, cho nên chúng ta loại phương án B. Chi tiết có liên quan tới Facebook xuất hiện ở câu sau, nhưng nó cũng không hợp lý. Và như vậy còn lại, phương án D là phương án cuối cùng chúng ta lựa chọn. Và từ sprung up là property sport của Princeton xuất hiện hay là phát triển nhanh. Câu hỏi 46, chúng ta đi tìm chi tiết về lý do tại sao, và từ khóa đó là why advertisers. Ở câu hỏi trước chúng ta mới đọc ở đoạn văn thứ 2, bây giờ chúng ta đọc tiếp sang đoạn văn thứ 3. Trong đoạn này các em không tìm được chính xác từ khóa advertisers, thì chúng ta sẽ tìm những từ tương tự như vậy, đó là advertising. Ở câu đầu tiên có từ advertising, nói rằng các công ty như là MySpace và Facebook bạn quảng cáo trực tuyến trên trang của họ. Như vậy đây chưa nói lý do tại sao, chúng ta cần đi tìm đó là lý do tại sao cũng là. Vậy chúng ta đọc câu tiếp theo và chúng ta phát hiện những chi tiết xuất hiện ở trong phương án A. Deeper information, tương đương với detailed information, each user và targeted advertising. Như vậy ở đây chúng ta thấy có các chi tiết giúp chúng ta lựa chọn phương án A là phương. Câu hỏi 47, câu hỏi đi tìm từ liên hệ xuất hiện trong đoạn thứ 3, và các từ liên hệ được customers, minds, companies, MySpace and Facebook và memberships. Thì ở đây chúng ta thấy rằng từ membership xuất hiện sau từ đây. Như vậy phương án D là phương án chúng ta loại đầu tiên. Phương án customer's mind nó xuất hiện xa nhất và chúng ta thấy cũng không phù hợp, bởi vì đây có thể thay cho danh từ chỉ người hoặc là danh từ chỉ vật. Tuy nhiên ở đây nếu chúng ta thay từ customer mind vào đây, chúng ta thấy rằng như vậy suy nghĩ của khách hàng là tìm kiếm những cái tìm kiếm lượng thành viên lớn. Như vậy tìm kiếm thì phải là người hay công ty, chứ không thể là suy nghĩ được. Như vậy ở đây nó không phù hợp, cho nên chúng ta cũng loại phương án C. Còn lại hai phương án này là hai phương án chúng ta phân vân nhất. Một số bạn sẽ chọn phương án D, companies. Tuy nhiên các em lưu ý ở đây companies chúng ta đang nói chung và chưa xác định rõ là công ty nào. Trong khi ở đây họ để tìm kiếm những công thành viên lớn, tức là những cái công ty mà có quảng cáo trên mạng ấy, thì trên trang của mình ấy, thì người ta mới đi tìm thành viên nhiều như vậy. Và
Nếu chúng ta nói công ty chung chung thì không phải công ty nào cũng như vậy cả. Cho nên chúng ta cần phải đi tìm công ty cùng cụ thể hơn. Đó chính là MySpace and Facebook. Phương án A là phương án lựa chọn cuối cùng. Câu hỏi 48. Các em lưu ý từ not do. Như vậy chúng ta đi tìm từ khóa users và tìm cảm những việc nào mà không làm, không nên làm. Chúng ta đọc đoạn thứ tư và tìm thấy từ users xuất hiện ở đây trong hai câu này. Đây chúng ta thấy có từ predators và từ threats có xuất hiện, tuy nhiên không có nói gì đến việc là contest. Predators to ask about the threat, nó khác hoàn toàn với nội dung trong đoạn văn, cho nên phương án A là phương án nhiễu, chúng ta loại nó. Có nhiều học sinh sẽ vội vàng lựa chọn phương án B bởi vì các em sẽ nghĩ rằng chúng ta download virus thì chúng ta không nên làm rồi. Nhưng mà các em hãy nhớ là mình phải làm, phải trả lời câu hỏi dựa vào nội dung trong của bài đọc, chứ không phải là dựa vào những kiến thức bên ngoài. Cho nên ở đây có xuất hiện từ viruses, nhưng nó cũng không liên quan hay không nhắc đến việc là download hay không, cho nên chúng ta cũng loại trừ nó. Thông tin tiếp theo giúp chúng ta hiểu về phương án C. Người dùng đưa ra quá nhiều thông tin cá nhân và người dùng những dịch vụ này cần phải nhận thức và ý thức về việc là bị ăn cắp dữ liệu hay là virus. Như vậy cái việc người dùng đưa ra quá nhiều thông tin cá nhân thì người ta phải để ý về việc đó, không nên quá tự do, quá định mà đăng quá nhiều thông tin cá nhân. Cho nên phương án C là phương án chúng ta cần cân nhắc. Đọc hết đoạn văn này, chúng ta thấy không nhắc gì đến việc upload copyrighted music. Cho nên phương án D là phương án chúng ta thấy không phù hợp và lựa chọn cuối cùng là phương án C. Câu hỏi 49. Đi tìm nghĩa của từ prosecute. Ở đây các em thấy rằng đây là một từ khó, có thể là với các em, nhưng mình sẽ đoán qua ngữ cảnh. Chúng ta thấy trong đoạn văn này nói về investigations, điều tra, criminal, tội phạm, police, cảnh sát, in court, ở tòa án. Như vậy liên quan tới những chi tiết này, chúng ta đoán rằng nó cái gì đó ở tòa án thì liên quan tới kiện tụng hay là truy tố, vân vân. Cho nên chúng ta sẽ lựa chọn phương án C. Từ prosecute và sue đều có nghĩa là kiện. Như vậy chúng ta đi đến câu 50, một câu hỏi tìm chi tiết khác. Vừa rồi chúng ta đã đọc ở đoạn cuối, đoạn thứ 5. Bây giờ chúng ta đọc tiếp. Thì ở đây chúng ta thấy rằng có chi tiết content posted on MySpace has been used in court. Như vậy nó phù hợp với nội dung ở phương án A, chúng ta lựa chọn phương án này. Trở lại câu hỏi tìm ý chính. Ở trong đoạn văn này, các em thấy ở đầu của mỗi đoạn văn nhỏ thì đều có cả cái tiêu đề đề mục. Vậy các em hãy đọc kỹ cả đề mục và tiêu đề của bài đọc để chúng ta rút ra nội dung chính của bài đọc. Thì chúng ta thấy rằng những đoạn đầu thì nói tới những cái mặt thuận lợi, những lợi ích của mạng xã hội ứng dụng trong kinh doanh hay là ngôn ngữ, vân vân. Tuy nhiên những đoạn sau thì lại nói về vấn đề tự do riêng tư, bảo mật hay là việc điều tra tội phạm, vân vân. Thì nó có hai mặt, đó là pros and cons, mặt thuận lợi và mặt bất lợi. Về phương án chúng ta lựa chọn cuối cùng là phương án B. Vậy chúng ta đã giải quyết xong bài câu hỏi trong bài đọc thứ hai. Khi làm bài đọc hiểu, các em lưu ý một số điều sau. Thứ nhất là phân bổ thời gian hợp lý. Thông thường việc đọc nó chiếm khá nhiều thời gian của các em, nhất là khi chúng ta quen vừa đọc vừa dịch và
tốc độ đọc của các em chưa cao, từ vựng chưa nhiều thì các em sẽ càng gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên các em không nên quá sa đà vào bài đọc mà các em chỉ phân bổ thời gian khoảng 20 đến 25 phút cho 3 bài đọc, tối đa là 30 phút. Như vậy mỗi câu hỏi chiếm khoảng 1,5 phút. Còn những câu hỏi dễ ở phần ngữ pháp chẳng hạn, các em có thể trả lời nhanh hơn khoảng từ 30 đến 45 giây. Lưu ý thứ hai là các em nhớ đọc lướt để nắm nội dung chính. Đây gọi là kỹ thuật skimming. Thì chúng ta chỉ đọc tiêu đề và đoạn đầu, câu đầu để mình nắm chủ đề của bài đọc. Lưu ý thứ ba, chúng ta đọc kỹ câu hỏi trước và sau đó đọc lướt đoạn văn. Chúng ta chỉ đọc lướt thôi, không nên đọc toàn bài hay là đọc lui đọc tới, cả bài đọc sẽ mất nhiều thời gian. Với dạng câu hỏi điền từ vào ô trống thì các em đọc câu hỏi trước, phân tích ô trống, đọc trước và sau ô trống để xác định kiến thức cần điền vào ô trống. Với dạng trả lời câu hỏi, chúng ta đọc câu hỏi, xác định dạng câu hỏi, xác định từ khóa, đọc lướt bài đọc để tìm thông tin liên quan giúp trả lời câu hỏi. Lưu ý thứ tư đó là xác định từ khóa. Đây là một bước rất là quan trọng vì nếu các em lựa chọn từ khóa đúng sẽ giúp các em định hướng thông tin cần tìm được chính xác. Và các em nhớ có thể mình sẽ dùng bút chì để gạch chân từ khóa để chúng ta có thể tập trung và khi chúng ta tìm sẽ dễ dàng hơn. Và chúng ta đọc trước và sau từ khóa để tìm câu hỏi. Đó chính là bí quyết để chúng ta tìm ra chi tiết trả lời câu hỏi được chính xác. Các em đọc câu hỏi và bài đọc theo trình tự. Thông thường thì các câu hỏi được sắp xếp theo trình xuất hiện trong trình tự của đoạn văn. Các em không nên khi nào cũng đọc từ đầu đến cuối đoạn văn rồi đọc lại, đọc lui đọc tới như vậy sẽ mất nhiều thời gian. Chúng ta trả lời câu hỏi dễ trước, câu hỏi khó sau. Không kể lưu ý này không chỉ áp dụng cho phần bài đọc mà còn áp dụng cho toàn bài thi của các em. Các em hãy câu hỏi nào trong khả năng của mình, các em hãy trả lời trước và để dành những câu hỏi khó chúng ta sẽ trả lời sau đó. Với bài đọc hiểu chọn từ điền vào ô trống thì các em trả lời những câu hỏi ngữ pháp mà mình biết trước, rồi những câu hỏi từ vựng đòi hỏi mình phải suy đoán hay là khó hơn thì các em có thể sẽ trả lời sau. Câu hỏi phần trả lời bài đọc trả lời câu hỏi, các em làm những câu tìm sự liên hệ, tìm nghĩa của từ và tìm chi tiết trước. Câu hỏi suy luận và tìm ý chính chúng ta sẽ giải quyết sau. Một lưu ý các em cần nhớ đó là đọc và phân tích cả bốn phương án lựa chọn. Đôi khi mới vào phương án đầu tiên, các em đã thấy là có chi tiết hợp lý hay có xuất hiện trong bài, các em đã vội vàng lựa chọn nó mà không đọc kỹ cả bốn phương án thì đôi khi chúng ta đã bỏ sót những phương án khác mà có thể là nó hợp lý hơn, đầy đủ hơn. Các em lưu ý câu hỏi về chi tiết không được đề cập trong bài, bởi vì câu hỏi này thì chúng ta sẽ làm ngược lại so với những câu hỏi tìm chi tiết đúng hay là chi tiết có đề cập trong bài. Cho nên chúng ta khi gặp dạng bài này, chúng ta lại loại những phương án nào có xuất hiện hay phương án đúng để mình chọn phương án không đúng hay không được đề cập trong bài. Tương tự với phần làm tìm từ trả nghĩa, các em hãy cẩn thận về phần này. Các em trả lời câu hỏi dựa vào nội dung bài đọc, không nên trả lời dựa vào suy nghĩ chủ quan của mình hay là kiến thức ngoài bài đọc mà chúng ta xem từ nội dung có được đề cập trong bài đọc hay không. Khi chúng ta với những câu mà chúng ta không biết thì các em có thể dùng phương án loại trừ hoặc là suy đoán và các em nhớ là không nên cố gắng đọc và dịch toàn bài. Đây là điều mà học sinh hay gặp phải và rất là mất thời gian vào việc này. Và khi các em dịch nếu gặp từ mới, các em không hiểu được đoạn văn đó hay là không hiểu được từ đó thì các em sẽ nghĩ là bài văn khó và mình không làm được. Các em sẽ dẫn tới cái suy nghĩ tiêu cực cho nên mình sẽ không thể nào làm bài được tốt hơn. Lưu ý cuối cùng đó là các em nhớ trả lời tất cả câu hỏi và nhớ là mình phải trả lời vào phiếu trắc nghiệm. Khi mình làm thì nếu các em chỉ trả lời trong
tờ đề mà không ghi vào phiếu trả lời trắc nghiệm thì có thể sau đó chúng ta không kịp thời gian để mà sao đáp án qua, hoặc là không kịp thời gian để dò lại thì sẽ dẫn đến những sai sót đáng tiếc. Cho nên trong quá trình làm bài, các em hãy trả lời vào phiếu trả lời trắc nghiệm và nhớ đối chiếu thật cẩn thận để tránh những sai sót đáng tiếc, và kiểm tra lại bài làm của mình thật kỹ càng trước khi chúng ta nộp bài. Alright, so here is one more practice for you, practice test 2. Đây là bài đề luyện tập tiếp theo. Các em hãy theo dõi và hãy chuẩn bị trước, và tiếp sau các giáo viên sẽ giải cho các em để các em xem thử là mình đã nắm chắc được phần nào, mình cần ôn luyện lại những phần nào nữa. Hy vọng là các em sẽ cảm thấy những đề luyện tập này hữu ích. Alright, so I hope you can finish this practice test, and you will look for more practice tests to do so that you can master the knowledge and skills. The harder you practice, the better results you will have. So try your best, because practice makes perfect. Good luck and wish everyone success. Thank you. And goodbye.